Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về lại cái cử khoan lỗ gạch nha anh em. Nó bằng hai cái miếng là bằng inox như thế này đây. Cái này inox 201 á nên nó vẫn hít bình thường nha anh em ha. Chứ nó không phải là 304. Thì thật ra cái này cũng đơn giản anh em, cái cử này thì nó là bán rất là nhiều cho anh em xài rồi. Phải nói là rất rất nhiều anh em xài luôn nha. Thì khi mà chúng ta cần lấy một cái lỗ ống nước mà nóng lạnh đó anh em ha, chúng ta cập vô một cái viên gạch đây nè nha, thì chúng ta sẽ đưa lên nha, rập á, làm cái rập á, cái cử á ha, khoan lỗ gạch men đó, thì chúng ta rập đưa vô, thì chúng ta copy ra, chúng ta siết lại ra ngoài, chúng ta cập vô cái viên gạch chúng ta khoét lỗ vòng tròn thôi, thì chúng ta bắt đầu khoan thôi nha. Cái góc vuông này cũng vậy, đây là cái chở để lấy cái góc nè nha, anh em cần cập bao nhiêu thì mình lấy góc vuông bên đây nha, thì mình đánh dấu này đây đây ha, để mình kẽ tùy theo công việc thôi. Nó sẽ có ba cái lỗ như thế này đây, thì mỗi một lỗ thì nó sẽ có ba cái size nó khác nhau, thì bây giờ mình sẽ đo cho anh em coi từng lỗ nó bao nhiêu nha. Anh em chờ chút, nhắc lại về cái giá anh em, cái này bên cửa hàng mình bán khá là mềm luôn, chỉ có 90 ngàn cái này thôi nha. Cái này gọi là cái cử khoan lỗ gạch nè, 90 ngàn. Bên mình bán cái cử này 90 ngàn, anh em có nhu cầu. Cái cử này rất là dễ xài, nó dễ xài hơn rất là nhiều lần so với cái cử mà 6 khúc. 6 khúc thì cái nó thì nó là gọi là vừa là cử khoan lỗ gạch, vừa là cây thước đa góc. Cái đó thì nó vừa cử khoan lỗ gạch, vừa là cái thước lấy góc anh em ha. Cái đó thì xài những cái trường hợp mà gạch lớn. Còn gạch trong toilet nhà dân dụng chúng ta xài đa phần cái này là chúng ta xài cũng ngon rồi nè. Các anh em ha. Đó đa phần là cái này là chúng ta xài rất là ok luôn. Thì anh em chờ chút nhé. Thì khi mà chúng ta xài cái cử này, một thanh này đầu này nè nó dài lại là 4 39 năm ha. Đó. Rồi còn cái thanh này ngang này là nhiêu? Ngang này 30 nè. Khi mà chúng ta cặp vô viên gạch nằm ở đây thì cái mép mà đo tối đa luôn của cái hàng này là bao nhiêu? Tối đa luôn của cái ô này là luôn tầm khoảng 20 mấy thôi. Do vậy những cái ô gạch đó từ cái lỗ nè, từ cái mép đo lên tới đây tầm khoảng gần 30. Gần 30 là chúng ta khoét được rồi. Đa phần những cái viên gạch mà dán tường á, chúng ta nó nằm ở cái góc mà dưới từ 30 trở xuống thì chúng ta có thể dùng cái cử này chúng ta làm. Còn nếu mà nó dài hơn nữa thì chúng ta cặp làm cái rập đưa vô thì nó dài quá chúng ta không có đánh dấu được. Nhưng mà đa phần trong toilet chúng ta làm anh em gạch nhỏ 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 không à. Ví dụ như lỗ 30 chúng ta khoan ở giữa đi thì nó sẽ nằm ở vị trí là khoảng 30 là chúng ta xài được. Hoặc là những cái lát gạch cho 30 30 40 gì đó thì chúng ta xài rất là vô tư luôn. Những gạch dán tường á, hoặc là 30 60 thì chúng ta lát cái phần 30 nằm ngang á, thì chúng ta đưa lên ta làm được anh em. Còn ví dụ như cái lỗ mà từ cái gạch ta lát mà nó lên tới 40 thì cái này đo không có tới. Tùy cái công việc mà chúng ta làm, nhưng mà cái này thì bán rất là nhiều, đa phần là những cái trong toilet ở mình xài á, là nó nhỏ nhỏ thôi, chứ lớn cũng có, nhưng mà lớn thì chúng ta xài đầu lớn á. Nhưng cái này thì mình nghĩ cái này là chúng ta xài rất là nhiều rồi. Nghe anh em á. Nghĩa là từ cái rập lên á, maximum luôn tầm khoảng cả 20 mấy gần 30 đó thì chúng ta thế chúng ta xài thôi nha. Thật ra cái này có 90 ngàn thì cũng khá là rẻ nha, khá là rẻ luôn anh em. Bây giờ mình sẽ đo cái lỗ anh em xem nha. Lỗ này là 40 nè, 40 45 anh em nha, 40 45 25 25 40 45 đó. Thì này là đánh dấu nè ha, chúng ta muốn khoét thì chúng ta được đánh dấu xong chúng ta khoét. Những cái size này nó ráp vô rất là chuẩn luôn. Chút xíu mình để cái hình mà minh họa của này cuối video anh em xem á. Đó, cuối video anh em mình để cái hình cho anh em xem về cái công dụng của cái này. Hay mình chỉ mang lên giới thiệu thôi chứ cũng đơn giản á, anh em nào xài thì mình đơn giản. Đó, chúng ta chỉ cần đưa gạch vô ha. Trong này nó có cái gờ nè. Hay chúng ta đưa xuống cái thì nó ăn vô từ mép này nè. Nha. Đưa đưa xuống cái viên gạch mà nó ta lát cố định rồi đó, ta đưa vô. Rồi cái này nó quay qua, cái ống nước nằm ở đâu? Nằm ngay lỗ nước đúng không? Ta siết lại mà ta đánh dấu thôi. Và ra viên gạch ngoài chúng ta đưa vô, chúng ta đánh dấu lại cái viên gạch ngoài, chúng ta khoan cái lỗ, ta ráp vô là ngay chốc. Cái này mình bán rất là nhiều lần, thực sự hôm nay lên giới thiệu lại thôi nha anh em. Cái này mình bán nhiều lắm. Nhá, anh em đã nhu cầu thì có thể ghé cái hàng mua, hàng này có sẵn. Cái dòng này thì nó có hai loại, có loại thì nó không có mấy dòng chữ này. Ok anh em á, thì do vậy thì khi anh em mình ship hàng á thì cũng tùy ha, từng đợt mình không thể nào mà mỗi lần về mình giới thiệu lại từng cái được. Có cái thì không có cái chữ này ha. Anh cũng giống y chang vậy thôi. Đó. Ok ha. Rồi anh em đang nhu cầu mua hàng liên hệ số điện thoại dưới mua hàng nhanh giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship.
bình quân cái này xíu khoảng tầm khoảng cả 30 ngàn á nè ha, thì tầm đó anh em nếu mua hàng là nhận khoảng cỡ 120, còn anh em ghé cửa hàng mua thì đúng rồi, ghé cửa hàng mua thì 90, còn ship đi tầm khoảng 120 đó, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.